Xin trân trọng kính chào các bạn đã đến với kênh video online AST Truyền thông tổng hợp Thuốc và Sức khỏe. Kênh chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất đến với các bạn hàng ngày. Mong các bạn đăng ký kênh để theo dõi. Chân thành cảm ơn các bạn. Muốn 100 năm trường thọ, hãy làm theo 10 điều của Hải Thượng Lãng Ông. Là một đại danh y tài năng xuất chúng, Hải Thượng Lãng Ông Lê Hữu Trác hết lòng thương yêu người bệnh, một nhân cách cao thượng và là một nhà tư tưởng, nhà văn nổi tiếng của dân tộc ở thế kỷ thứ 18. Ông để lại nhiều tác phẩm lớn như Hải Thượng Y Tông Tâm Lĩnh gồm 28 tập, 66 quyển chắt lọc tinh hoa của y học cổ truyền, được đánh giá là công trình y học xuất sắc nhất trong thời Trung Đại Việt Nam, và các cuốn Lĩnh Nam Bản Thảo, Thượng Kinh Ký Sự không chỉ có giá trị về y học mà còn có giá trị văn học, lịch sử, triết học. Hiệu Hải Thượng Lãng Ông, Hải Thượng là hai chữ viết tắt của quê hương, Hải là Hải Dương, Thượng là Phủ Thượng Hồng. Lãng Ông nghĩa là ông lười, là không màng đến danh lợi. Những gì ông để lại có giá trị xuyên suốt hơn 200 năm lịch sử cho đến tận hôm nay. Thực hiện những điều khuyên răn của ông đối với sức khỏe chúng ta mà nói muôn vàn lợi ích. Dưới đây là 10 lời khuyên của ông. Vệ sinh phép giữ thân mình, sao cho khỏe mạnh, an ninh mới là. 10 điều cơ bản đề ra. Thứ nhất, làm lụng. Hai là nghỉ ngơi. Ba là đừng trái tiết trời, song pha mưa gió, nắng nôi lạnh lùng. Còn khi dịch lệ cuồng phong, biết chừng mà tránh, mà phòng mới yên. Thứ tư, thị hiếu chớ quên. Mắt trong ham muốn, lòng quên cương thường. Sinh ra làm bậy làm rằng, chữ tham sánh với chữ thâm một vần. Năm là cần phải thủ chân, giữ lòng trong sạch, cho thần được yên. Định tâm như kẻ tham thiền, bỏ lòng lợi dục, đua chen đường đời. Sáu là ngủ dậy theo thời, luyện thân, luyện khí, đứng ngồi thông dong, làm cho khí huyết lưu thông, chân tay cứng cáp, trong lòng thảnh thơi. Bảy, trăm tửu sắc chơi bời, thỏa lòng chốc lát, cuộc đời ngắn đi, tinh hao chân khí phải suy, nguyên thần ly tán, bệnh gì chẳng sâu. Tám, cần ăn uống hàng đầu, nhưng đừng quá bội mà đau dạ dày, kiêng ăn các thứ đắng cay, các thứ sống lạnh, tích dầu khó tiêu. Chín là nằm ngủ thuận chiều, hướng đông sinh khí, đầu cao hơn mình, vòng tay lên ngực, mộng kinh, vào giường không nghỉ, thẳng mình ngủ yên. 10. Nên tắm giặt cho liền, ra ngoài dù nón, không quên trên đầu. Đề phòng hàn thấp nhiễm vào, áo quần ấm áp, tà nào dám xâm. Mấy điều nên chớ nhập tâm, tháng ngày giữ trọn, trăm năm thọ trường. Cảm ơn các bạn đã xem trên kênh video AST Truyền thông tổng hợp. Mời các bạn đăng ký để cập nhật thông tin mới nhất và chia sẻ. Chân thành cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại trong những video sau.